Mình không biết là hồi còn nhỏ các bạn có được chơi những cái con roi như thế này hay không. Thì đây là những con roi nó đã ra đời từ năm 1999, 2001 rồi. Con này là 1999 này các bạn. Thì gần đây á, tự nhiên mình thích chơi nó lại. Bởi vì thứ nhất là nó rất là đẹp nha. Nó rất là đẹp luôn. Tí nữa mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi vì sao mình thích nó đến vậy. Và thứ hai á, bởi vì nó là một phần của tuổi thơ mình. Ở tuổi thơ mình thì có hai món chính mà mình rất thích. Thứ nhất là Pokemon. Và thứ hai là những con roi như thế này. Thì những con roi như thế này á, nó cũng là một cái món đồ chơi công nghệ nha. Nó cũng rất là đắt tiền nha. Nhưng mà đồng thời nó cũng rất là đẹp và nó luyện cho mình một số cái tính mà mình nghĩ tới bây giờ nó đã giúp ích cho mình rất là nhiều. Bây giờ mình muốn kể lại các bạn cái hành trình mà mình đi kiếm những cái con roi này nè. Mình mua tụi nó về, mình ráp và cho các bạn coi thử một trong những cái con roi đắt nhất mà cũng là xịn nhất mà mình có thể mua được hiện nay. Rồi, bây giờ bắt đầu ha. Dành cho bạn nào chưa biết á, thì Joy là một cái bộ phim và cũng là một cái series đồ chơi của một cái hãng bên Nhật gọi là Tommy. Hãng Tommy này nổi tiếng lắm nha. Ngày xưa họ làm những cái con Pokemon á, mà chỉ có Tommy mới là làm chính xác nhất, đẹp nhất và là giống như kiểu họ được cho phép chính thức từ Pokemon vậy đó. Thì con Joy cũng vậy, Joy là một cái series mà do chính Tommy họ nghĩ ra luôn. Như vậy thì họ có bán đồ chơi. Và để bán được đồ chơi thì cách người ta thường làm là gì? Người ta làm thêm game và người ta làm thêm hoạt hình các bạn. Những cái bộ roi như thế này ngày xưa nó được bán ở những cái siêu thị hay là nhà sách. Nhà các bạn có nhớ là ở Cố Mạc Nguyễn Đình Chiểu nè, một trong những cái siêu thị đầu tiên mà lớn ở Sài Gòn, hay là ở Plaza Nguyễn Huệ chẳng hạn. Và ngày xưa thì mình cực kỳ mê luôn các bạn, tại vì ngay từ nhỏ là mình đã thích những thứ liên quan tới máy móc rồi, mà nó được tạo hình thành những con thú vật này kia nữa và nó làm mọi thứ rất là đẹp, rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết. Chưa kể là nó còn chạy được pin nữa. Này cho các bạn coi nhanh xíu nha. Xịn chưa? Ráp xong mà nó còn chạy như thế này thì ai mà chẳng mê. Tới bây giờ người lớn còn mê nữa mà. Cái khoảng thời gian mà mình được tiếp cận với Joyce á, là từ năm 1999 cho tới đâu đó khoảng chừng 2004, 2005. Thật ra Joyce đã có từ năm 198 mấy rồi nha các bạn. Những món đồ chơi này cũng đã có từ năm 198 mấy. Nhưng mà vào khoảng năm 1999 á, thì Tommy họ làm lại một cái series và họ làm lại hết tất cả những cái con Joyce này cho nó mới hơn, hiện đại hơn. Và đây là những con Joyce mà nằm trong cái series 1999 đó nè. Tới bây giờ Joy vẫn còn nha, và những cái series Joy mới đó, nó vẫn được xuất hiện trong phim hoạt hình. Tuy nhiên đó, là mình thấy những cái con Joy mới bây giờ nó không được đẹp, nó không được chi tiết và nó không được hầm hố như là những cái con Joy mà nằm trong ký ức tuổi thơ của mình. Ở thực ra thì trước đây á, mình có nguyên một cái tủ Joy luôn, và tới bây giờ mình mới biết là giá trị khi mà được bán ra trên cái thị trường sưu tầm á, cái tủ của mình nó có thể lên tới vài chục hay thậm chí cả trăm triệu các bạn. Vậy mà mình cho hết rồi. Hơi uổng ha, nhưng mà thôi kệ, không sao. Thì bữa giờ mình có đi mua lại một số cái con Joy, và lần này á, mình sưu tầm mà. Mình tập trung vào những con roi rất lớn mà ngày xưa mình không có mua được. Ví dụ như đây là một cái con đó tên là Mad Thunder. Thì con này là một trong những con roi to nhất và mắc nhất mà các bạn có thể mua được ở cái thời điểm đó. Và tới bây giờ nó cũng rất là mắc ha. Con này mình mua hết 8 triệu mấy đó. Và thậm chí nếu như mà còn nguyên đai nguyên kiện rồi chưa có được ráp này nọ thì nó có thể lên tới cả ngàn đô. Đối với lại những cái con roi to như thế này thì mọi cái chi tiết và mọi cái tính năng, mọi cái hình thức của nó sẽ cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà lúc mà nó được giao tới cho các bạn á, thật ra nó không phải là như vậy đâu. Nó là những cái mảnh rất nhỏ và các bạn sẽ phải cần ngồi ráp tụi nó lại với nhau theo cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Và những cái mảnh nhỏ như vậy cho nên là trẻ em từ 6 tuổi trở lên mới chơi được. Khi mà các bạn ráp vào á, các bạn có biết mấy cái máy bay mô hình không? Thì cái này nó cũng giống như vậy, các bạn cũng phải ráp như vậy, chỉ khác là mình không có xài keo và cái cách ráp của nó thì đơn giản hơn để trẻ em có thể dễ dàng chơi được mà thôi. Lúc mà mình ráp con Mad Thunder này á là mình tốn hết 2 tiếng rưỡi, tại vì nó là một cái con có kích thước to. Ngoài ra thì nếu những con nhỏ hơn thì các bạn có thể tốn nửa tiếng, những con tầm trung thì đâu đó khoảng một tiếng rưỡi. Đây mình có quay lại một số cái video lúc mà mình ngồi ráp á thì để cho các bạn coi ha. Nè cho bộ coi tuổi thơ của anh nè. Đó, tức là đây là cái tờ hướng dẫn sử dụng nha. Mình sẽ có từng bước mình ráp. Thì bước 1 là làm cái gì là phải giống vậy nha. Rồi lúc mà mình lật qua mấy cái trang kế tiếp á thì nó sẽ chỉ cho mình là những cái bạc nào bây giờ mình cần ráp vô, là mấy cái bạc màu xanh này nè. Và con Mad Thunder này là một những con to nhất, cho nên là nó rất là nhiều đồ. Nguyên một cái cuốn ráp, chỉ ráp thôi á là hai mươi mấy ba chục bước nè. Kinh không? Bình thường là nó còn in ở trên mấy cái khay rồi nó có đánh dấu. Bây giờ cái này là đồ cũ cho nên là mình có đi mò nó hơi cực. Lỡ mình không ráp được nó thành một con rồi sao? Mình không ráp được thành một con thì mình đi ngủ mình nhờ người ta ráp. Rồi, ok. Đây, nãy giờ nửa tiếng mới ráp được như đây nè các bạn. Và mới tới bước thứ 5 thôi, hai mươi mấy bước lận nha. Mà tại cũng một phần là tại vì mình phải tìm mấy cái bạc ở trong cái đống này nè, cho nên nó sẽ hơi lâu hơn chút. Nhưng mà rất là vui và
mình nghĩ là cho con nít chơi cái này giống như ngày xưa mình chơi đó, mình phải ráp từ từ từng cái, không có vội được, vội là nó gãy nó hư đó. Thì mốt mình có em bé xong thì cũng rủ bé chơi trò này với mình. Cái hay của những cái đồ Tommy như thế này á, đồ xịn đó các bạn, đó là cái khớp nào là nó vô khớp đó liền. À đây, rồi mình sẽ ráp thử cho các bạn coi. Không, tất cả mọi thứ nó đều khớp vô hết. Hồi trước mình có coi chơi mấy cái con roi mà Trung Quốc á, nó không có khớp vô được, nó rất là khó chịu. Rồi với những cái khớp này á, thậm chí là họ còn cho mình những cái như thế này. Đó, nó như là những cái nắp chụp á, nhưng mà các bạn thấy là họ trang trí rất là đẹp đúng không? Nhìn như là một cái thành phần của cái con robot luôn. Nè, đó, mấy cái nút này nè, mình gài vô nè. Và đây là cái cơ cấu truyền động của nó đó, một cái cơ cấu rất là phức tạp luôn. Rồi, những con roi khi mà các bạn ráp xong á, thì nó có thể làm được gì? Một trong những cái rất thú vị của roi đó là nó có thể di chuyển được. Những cái con nhỏ đó các bạn thì nó xài dây thiều để nó di chuyển, còn những cái con to á, thì thậm chí là nó có thể xài pin. Mình ví dụ như cái con Mad Thunder này á, thì khi mà mình bật nó lên nè, các bạn thấy không, nó có xoay được hai cái cần, hai cái mũi khoan của nó, rồi cái miệng của nó có thể mở ra mở vào, hay là cái bánh răng ở đây á, nó cũng được xoay liên tục. Trong phim nó như thế nào thì ngoài đời nó cũng di chuyển giống như vậy luôn. Và những cái thứ như thế này thì hỏi làm sao mà con nít nó không mê đúng không? Tới bây giờ mình nhìn thấy thiết kế con Mad Thunder này, mình nhìn thấy cái cách mà nó xoay hai cái mũi khoan các thứ, mình còn cảm thấy thú vị nữa mà. Hoặc là mình có thể chỉnh được cái tốc độ xoay của mũi khoan nè, các bạn thấy không? Nó có thể xoay nhanh hơn, nó có thể xoay chậm đi, tùy mình chỉnh. Và tất cả những thứ này làm cho con roi á, nó không chỉ là một món đồ chơi mà con nít nó có thể cầm, nó có thể nghiền ngẫm, nó có thể tưởng tượng về những trận đấu các thứ mà các bạn còn có thể thấy nó di chuyển được luôn. Và những cái điểm mà mình thích nhất ở roi á, đó là các bạn thấy nó không chỉ là một món đồ chơi đơn giản mà các bạn thấy từng cái chi tiết nè, từng cái ống hay là những cái gờ lên trên nhựa, họ làm nó rất là chi tiết luôn. Từ năm 1999 nha, và đây chỉ là đồ chơi cho con nít thôi nha, mà họ đã làm được như thế này rồi, quá sức là chi tiết. Cái sự chi tiết của roi nó còn được thể hiện như thế này nè các bạn. Ở đây á, là một cái khoang người lái ha. Thì bây giờ mình mở nắp lên cho các bạn coi nè. Các bạn thấy là bên trong nó thậm chí còn có cả những cái hình người nhỏ như thế này nữa. Đó, thấy không? Rồi. Thì bình thường người ta sẽ ngồi ở trong đây. Đó, và các bạn có thể nhìn thấy được như thế này. Rồi mình có thể đóng nắp lại nè. Hay là như phi công á, phi công thì cũng ngồi ngoài trước này nè. Mình có thể nhấn nút để bật nắp lên là thấy được phi công ngoài trước. Mỗi con roi á, nó có thể được pilot bởi nhiều phi công khác nhau. Con này là một con to cho nên có rất là nhiều người ở trong. Nhưng mà có những con nhỏ thì chỉ có một người thôi. Mấy con to hơn thì có thể có hai hoặc là ba người. Rồi, hay là các bạn thấy cái mắt nè, hay là cái hàm răng của nó nè. Mọi thứ quá là xuất sắc luôn các bạn. Tất cả những cái chi tiết này á, cũng là lý do khiến tại sao bây giờ, mặc dù mình lớn đầu rồi, nhưng mà mình vẫn thích coi roi. Đẹp ha, quá xuất sắc luôn. Ngoài ra, ở trên những con roi á, lúc nào nó cũng sẽ có thêm những cái ngàm. Nó dư như thế này thì các bạn có thể mua thêm những cái bộ phụ kiện, hoặc là các bạn ráp từ những cái phụ kiện của con roi khác qua cũng được. Ví dụ như đây nó có cây súng ở ngoài sau nè, mình không có thích ráp nó vào ngoài sau đuôi thì mình có thể gắn nó lên đây cũng được. Đó, kiểu như thế này thì những cái ngàm này nó interchangeable ha, cho nên là các bạn có thể gắn nó vào thoải mái. Interchange cho bạn, anh nói interchangeable. Interchangeable tức là có thể di chuyển được. Trời ơi, quê quá à, quê quá. Rồi tiếp ha. Đó, thì tất cả những thứ này các bạn thấy coi, người lớn còn phải mê nữa chứ đừng nói gì. Rồi, bây giờ giới thiệu với các bạn con roi thứ hai. Thì con này tên là Whale King, và cái đặc điểm của nó đó là nó được đưa tới, tức là giao hàng tới á, là nó đã như thế này rồi, mình không cần phải ráp nữa. Cùng lắm là mình ráp mấy cái vây này nọ của nó thôi. Thì ở trong video, ở trong phim á, thì con roi này nó có tác dụng là nó sẽ chở người và nó chở binh lính, cũng như là nó chở những con roi khác, giống như là vai trò của một cái hàng không mẫu hạm. Thì bây giờ mình cho các bạn coi cái cách mà họ đã làm từ năm 1999 trong một món đồ chơi nó tỉ mỉ như thế nào nha. Rồi, đây là một cái cây súng thì mình có thể mở nó lên. Rồi, ok, cái này cũng bình thường. Mà cái điểm đặc biệt á, đây nè các bạn. Mình có thể mở được cái hangar này ra nữa để mình xếp hai cái này lại cho nó gọn nha. Thì bên trong này nó là một cái hangar và nó có những con roi nhỏ hơn ở trong. Để mình nhớ coi mở như thế nào. À đây, mở nhẹ nó lên và mở hai bên ra. Thì bên trong này nó sẽ có thêm những cái con roi nữa nè các bạn thấy không? Đó. Nó chi tiết tới mức như vậy luôn á. Rồi chưa hết nha. Coi tiếp này các bạn. Ghê chưa? Đó, nó có thể mở ra như thế này. Rồi các bạn có thể để những con roi lên như thế này, giống như là nó sẽ được deploy ra vậy đó. Hay là cái cần cổng này cũng vậy nè. Mặc dù nó nhìn bên ngoài giống như là một cái súng ha, nhưng mà mình có thể kéo nó lên. Những thứ này có thể kéo ra. Ghê không? Chi tiết không? Vậy mà sao con nít nó không mê được? Mà nếu bạn nghĩ gì đó là hết rồi đó, chưa đâu, cho các bạn coi tiếp nè.
Ở phía sau này cũng có một cái hangar để phóng những con roi có cánh như thế này. Đó. Tức là khi mà phóng thì nó sẽ như thế này. Đây. Đó. Đỉnh chưa các bạn? Rồi, cũng tiếp tục là con Welkin. Chưa hết đâu nha các bạn. Nó nhiều chuyện lắm. Khi mà nó bay lên trời á, thì nó sẽ xếp những cái càng này lại. Thì các bạn thấy nè, đây là một cái mà mình có thể xếp vào được. Tất cả đều bằng nhựa hết. Nhưng mà họ làm nó chi tiết tới mức mà các bạn thấy là từng cái vân ở trên đây á, nó nhìn như thật vậy đó. Nhìn cực kỳ đẹp luôn. Hay là cái đuôi ở ngoài sau này mình cũng có thể xếp lại nè. Thì con này nó bay như thế này. Rồi, chưa hết luôn. Ở bên dưới á, còn có thêm một cái hangar nữa để cho cái con roi này tên là cái gì, roi bát gì đó. Thì nó có thể bay ra ngoài được. Đỉnh chưa các bạn? Hay là cái miệng của con Welkin á, nó có thể mở ra. Và các bạn cũng có thể gắn thêm những cái con roi vào trong này. Đó. Giống như kiểu là bình thường nó chứa ở đây, rồi khi nào nó deploy nó đi bên này ra. Chưa hết. Còn nữa nè. Mở cái này lên. Thì đây là cây súng nè các bạn. Đó. Và ở trong cái hộp á, là người ta có đi kèm mấy cái đạn á, để các bạn có thể gạt bắn ra ngoài luôn. Giống như một cái lò xo nhẹ thôi, nó bắn không có mạnh đâu. Không phải là như súng hơi đâu. Cái độ chi tiết của Tommy khi mà họ làm những thứ này á, nó thuộc dạng đỉnh cao luôn. Nó giống như cách mà Apple người ta hoàn thiện những cái máy móc công nghệ hiện nay á, thì Tommy họ làm đồ chơi, họ làm cực kỳ tỉ mỉ như vậy. Tới cả những cái máy bay hay là xe hay là Pokemon của Tommy làm á, là cũng thuộc dạng đỉnh cao. Rồi, vậy thì chi phí để chơi những cái món này á, như thế nào? Tới phần chi phí là mới rén nè các bạn. Các bạn biết con Welkin này á, hiện nay đang được bán ở Việt Nam với giá bao nhiêu không? 4,5 triệu. Đúng vậy các bạn, 4,5 triệu cho một món đồ chơi không hề rẻ. Ngày xưa Joy đã là một trong những cái món đồ chơi cực kỳ đắt tiền rồi, và tới bây giờ giá của nó vẫn còn như vậy, và thậm chí các bạn thấy là nó mắc hơn rất nhiều. Còn cái con Mad Thunder này thì lúc nãy mình có nói sơ với các bạn rồi đó, giá mà mình mua con này á là 8,8 triệu, nhưng mà vẫn có những cái con nó mắc tiền hơn ha. Con này là nó bị thiếu hai cái súng nhỏ hai bên nè, cho nên là nó đã bị giảm giá rồi. Chứ nếu mà còn nguyên đai nguyên kiện nè, hay thậm chí là chưa ráp nè, hay thậm chí là chưa khui siêu nè, thì cái mức giá nó cứ tăng dần dần lên. Nó giống như là những cái món đồ cổ vậy các bạn. Còn càng nguyên siêu, còn càng đầy đủ thì giá của nó sẽ càng mắc tiền. Và hiện nay á, nếu như mà các bạn chơi Joy, có thể các bạn sẽ phải chi tới cả 10 triệu hay thậm chí là 100 triệu để có được một cái bộ sưu tập hoàn chỉnh tất cả những con Joy mà Tommy từng bán. Mình thì hiện nay mình cũng không có nhiều chỗ để nữa, cho nên là mình tập trung chơi những cái con mà thứ nhất là nó to, nó đẹp, nó xuất sắc nhất, và mình có thể dùng nó như là một món đồ trang trí chứ không chỉ là một cái đồ chơi chỉ để ngắm không ha. Rồi, đó là những cái mình muốn chia sẻ với các bạn trong một cái video không phải là về công nghệ. Mình hy vọng là sau này con mình sinh ra thì nó cũng sẽ thích chơi Joy, để mà mình mua ké và mình chơi với nó. Hai cha con chơi chung với nhau cũng là một cái trải nghiệm rất là vui mà, đúng không? Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Có bạn nào cũng chơi Joy xong, hay là có bạn nào có những cái món mà ngày xưa các bạn không mua được hoặc là không chơi được, tới bây giờ các bạn bắt đầu có tiền này nọ xong rồi mình đi chơi lại được hay không, thì comment chia sẻ với mình trong cái video này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.